Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tiểu học.cc Chúng ta tiếp tục với bài 36.3 Tìm hiểu về hai phương thức Query Selector và Query Selector All Phương thức đầu tiên là Query Selector có thể chấp nhận bất kỳ bộ chọn CSS nào ví dụ như ID, Class hoặc là Tag Name thậm chí là cả bộ chọn kết hợp CSS Combinator để chọn phân tử trên trang web Phương thức này sẽ trả về phần tử đầu tiên tìm thấy phù hợp với Selector được chỉ định Chúng ta chọn ID thì các bạn sẽ dùng là document Selector chuyển thăng vào đây thăng là cái biểu trưng cho ID chúng ta học ở trong CD web rồi nhá rồi class thì chúng ta dùng là dấu chấm chấm này và tên class còn trong phần tử chúng ta dùng nháy kép hoặc nháy đơn đều được truyền tên thẻ vào đây ví dụ là thẻ A các bạn mở VS Code chúng ta sử dụng lại file index của bài ngày hôm trước bài 36.2 còn file main chúng ta xóa trắng đi nhá rồi tại file index chúng ta thêm một cái ID vào thẻ H1 ID tên là heading gạch dưới title và lưu lại chuyển sang file main chúng ta sẽ học về query selector chúng ta muốn chọn phần tử có id là heading title và thay đổi nội dung của nó các bạn làm như sau là một cái biến let title bằng document chấm query selector tab này màu tròn nháy kép và truyền id vào đây bắt đầu bằng dấu thăng id của nó sẽ là heading title Bên vào đây các bạn lưu ý là chúng ta phải gõ đúng id nhé sai thì sẽ bị lỗi rồi chúng ta xuất thử này con số lốc xuất thử biến thai tổ ra để xem lưu lại câu like để xem chuột phải chọn kiểm tra chuyển sang tab còn số đây kết quả chúng ta đang nhắm đến chọn được thẻ h1 bây giờ chúng ta thay đổi thẻ h1 sử dụng là thay tổ chấm inner html bằng ví dụ là new thay tổ lưu lại đây các bạn nhìn này kết quả là thẻ h1 đã được thay đổi nội dung tiếp theo các bạn chuyển sang tab index chúng ta có 3 thẻ li có cờ đắt là lead chúng ta muốn dùng query selector để chọn phần tử đầu tiên có cờ đắt là lead các bạn làm như sau đây chọn phần tử đầu tiên có lớp là lead và thay đổi nội dung let ví dụ tên biến là first lead item bằng một tên biến bất kỳ nhá document query selector tròn này cái kép này dấu chấm đặc trưng cho class và truyền tên class vào đây class là list lưu lại rồi vì nó chỉ trả về một phần tử đầu tiên nó tìm thấy thỏa mãn điều kiện thôi cho nên chúng ta có thể trực tiếp sử dụng cái thuộc tính inner html ngay thử nhá bạn thấy là chúng ta có là first list item chấm inner html bằng thay đổi bằng một chuỗi ví dụ như là trang chủ và lưu lại đây các bạn nhìn này Từ Homepage sẽ thay đổi thành trang chủ Nhấn F5 nhé Đó, đúng chưa Thay đổi trang chủ này Ý tiếp theo Ý này quan trọng này Query Tractor có thể chọn Cái bộ chọn kết hợp Và bạn nào quên Thì xem lại CD web chúng ta học CC Từ bài 27 nhá Mình nói rất kỹ ở CD này rồi Rồi, ví dụ một cái biến bất kỳ thôi Let First Tên biến bất kỳ nhé quan là tên là gì cũng được ABC cũng được First link init Mình muốn trỏ đến cái link Đầu tiên ở trong danh sách, sách ấy. bằng này document chấm query tracer Màu tròn để kép bộ chọn kết hợp như sau chúng ta muốn tác động đến thẻ a là con của thẻ ul ul cách a đúng không đấy thì cái phần này này bạn nào mà không rõ thì xem lại cái CD web chúng học cc nhá rồi chúng ta còn số lốc là thử đi xuất thử cái thằng first link Inlet. Đấy, lưu lại kết quả là luôn đây các bạn nhìn phải index này chúng ta có một cái thẻ A là con của thẻ UL nhưng mà tại sao nó ra nun đấy con nhìn nhá trước đó chúng ta đã thay đổi cái thằng LI đầu tiên tìm thấy có class là lead đúng không chính vì vậy cho nên là cái thẻ LI đầu tiên này này nó đã bị đổi thành trang chủ và nó mất luôn cả cái thẻ A nằm bên trong nó rồi thì đây là một cái tình huống thực tế các bạn phải lưu ý để sau tránh trường hợp ấy sau này chúng ta mà sửa trang web sử dụng ra clip rõ ràng cái file index chúng ta có nhưng mà khi chạy trang thì nó không có hoặc thậm chí là sau khi đó chúng ta chạy các lệnh tiếp theo liên quan đến cái thẻ li ở đây thì lại thấy nó mất tâm rồi lại thành nun đúng không mình tự xóa đi nhá đây này ta sẽ bỏ cái này đi bỏ cái dòng uh, 10 đi nhá Các chuột sườn này đấy còn thấy không kết quả chúng ta ngắm được vào cái thẻ a đấy đây này thẻ a đúng không thẻ a là con của ul được chưa nhưng mà lưu ý này phương thức này trả về phần tử đầu tiên phù hợp với selector được chỉ định. Trong trường hợp này, chỉ có một thẻ A là con của thẻ UL mà thôi. Nhưng nếu chúng ta có nhiều thẻ A là con của UL thì sao? Ví dụ nhé, anh C này. Phép xuống dưới, vẫn trong UL nhé. một này, hai này, mình gọi là homepage 1, page 2 đi. Rồi, lưu lại. Con chỉ vào đây này. Rõ ràng, query sector nó vẫn chỉ trả về phần tử đầu tiên tìm thấy thỏa mãn điều kiện mà thôi. Đúng không? Cho nên nếu chúng ta xóa đi cái thẻ A đầu tiên này đi, Coi nhìn này. Mình sẽ xóa đi nhá. Thì lấy đi này. Thì lấy đi này. Thì lúc này cái thẻ A đầu tiên nó tìm thấy em 5 Nó sẽ là thẻ A đầu tiên thỏa mãn điều kiện. Lúc này nó sẽ chính là cái hộp một 1, đúng không? Thẻ A này lúc này sẽ nằm ở vị trí đầu tiên. Nó sẽ không quan tâm đến những thằng đằng sau nữa. Được chưa? Rồi, trả lại này. Ý cuối cùng, chúng ta chọn một tên thẻ bất kỳ và tác động thay đổi thẻ đó. Ví dụ ở đây là thẻ Input. Chọn phần tử Input Checkbox và đặt thuộc tính check cực cho nó. Let này, một tên miền bất kỳ, ví dụ là Checkbox bằng Document.Query Selector. Màu tròn này, nhé kép và truyền tên thẻ vào. Ví dụ là thẻ Input. Lưu lại. Rồi, Checkbox chấm check -out. Chúng ta thay đổi cái trạng thái checkbox từ chưa check thành có check. bạn thấy này, chúng ta chưa check đúng không chuyển thành true. thì ngay lập tức trên trình duyệt đổi thành trạng thái là đã tích như vậy chúng ta thấy là query tractor sẽ trả về phần tử đầu tiên tìm thấy thỏa mãn điều kiện chúng ta có thể truyền vào là id class hoặc là bộ chọn kết hợp hoặc là một tên thẻ cụ thể trong trường hợp mà chúng ta muốn chọn tất cả các thẻ thỏa mãn trong bộ chọn đưa vào thì chúng ta sử dụng query tractor All. nó tương tự với query tractor vẫn có thể sử dụng ID, class hoặc tag name hoặc thậm chí là bộ chọn kết hợp nhưng nó sẽ trả về một danh sách các phần tử thỏa mãn điều kiện ví dụ chúng ta dùng là document query và đưa vào thẻ li thì lúc này nó sẽ trả về danh sách các phần tử thỏa mãn và nó là một danh sách có 3 phần tử đúng không bởi vì chúng ta có có ba thẻ li ở trên trang ví dụ khai báo biến led list item bằng document Chấm Query Selector All Và truyền thẻ LI vào đây Và tất nhiên Nó giống với bên trên Là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng là Class này Rồi ID này Hoặc là Bộ chọn kết hợp Hoặc là một tên thẻ Ví dụ ở đây Là thẻ LI Các bạn tự test nhé Rồi xuất thử này Còn số lốc List Item Điểm khác biệt Là nó sẽ trả về một danh sách Thay vì Một thẻ duy nhất đầu tiên Nó tìm thấy Ở bên trên Các bạn nhìn này Đây là một danh sách có 3 phần tử. Index 0 là thẻ LI đầu tiên, index 1 và index 2, đúng không? Chính vì nó là một danh sách cho nên chúng ta không thể dùng inner HTML trực tiếp để sửa được mà phải gọi vị trí cụ thể ra. Ví dụ, list item tại vị trí index 1 chấm inner html đối thông tin thành đây đang là ở bao đúng không ở đây đổi thành liên hệ với chúng tôi lưu lại đây kết quả này, anh em năm. Đó. Đã thay đổi. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc bài ngày hôm nay ở đây. Các bạn sẽ thấy là query detector và query detector all thì nó đa dụng hơn những cái phương thức hôm trước chúng ta học. Ví dụ như là get element by id này, get element by tag name hoặc là class name. Chúng ta chỉ được đưa id vào hoặc là chỉ được đưa thẻ vào hoặc là chỉ được đưa tên class vào. Còn đây thì nó đa dụng và dễ dùng hơn. Cho nên thực tế chúng ta thấy là query detector được dùng khá là nhiều. Và hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Mình sẽ review lại toàn bộ phần kiến thức để các bạn tiện ôn tập. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.